Thưa quý vị, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Thời gian qua, cùng với các sở ngành, đoàn thanh niên các cấp tại thành phố Đà Nẵng cũng đã đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ. Một buổi tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về ma túy do quận đoàn Liên Chiểu phối hợp với Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát quận thực hiện tại trường cao đẳng giao thông vận tải dưới hình thức phiên tòa giả định. Phiên tòa được dừng lại đúng quy trình tố tụng một vụ án hình sự về tội tổ chức sử dụng mua bán trái phép chất ma túy. Thay vì tiếp cận những điều khoản quy định của pháp luật một cách khô khan, những phiên tòa giả định như thế này với các tình tiết chân thật cụ thể đã giúp đoàn viên thanh niên dễ nắm bắt các quy định, từ đó nâng cao nhận thức pháp luật. Tham gia qua các buổi tuyên truyền xử án ngày hôm nay thì em hiểu được là mức xử phạt, mức nghiêm trọng khi mà chúng ta bị phạm vào những cái lỗi như thế này. Có thể nói, thời gian qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên được xác định là một chỉ tiêu quan trọng trong tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các cấp cơ sở đoàn tại địa phương. Trong đó, chú trọng việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục để đảm bảo việc tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật cho từng đối tượng thanh niên. Những cuộc thi này rất là bổ ích, bởi vì thông qua cứ mỗi cuộc thi thì sẽ trau dồi được thêm rất là nhiều cái nguồn kiến thức rất là đa dạng và phong phú. Và đặc biệt thông qua những hội thi thì sẽ rèn luyện thêm được nhiều kỹ năng. Và qua những kỹ năng và những kiến thức đó thì chúng tôi sẽ vận dụng vào trong công tác vận động bà con, nhân dân, quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước được hiệu quả hơn. Bên cạnh giáo dục pháp luật, tổ chức đoàn tại địa phương cũng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Thông qua đó, góp phần xây dựng lớp thanh niên Đà Nẵng sống có lý tưởng và trách nhiệm. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng việc giáo dục về lý tưởng cách mạng cũng như đạo đức lối sống và đặc biệt là cái phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi đặt lên hàng đầu. Trong thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy là cái hiện tượng thanh niên vi phạm pháp luật rất là nhiều trên xã hội. Đã gây ra nhiều cái hệ lụy, từ đó dẫn đến một cái lớp thế hệ thanh niên rất là tiêu cực trong đời sống xã hội. Thì trong thời gian đến thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã có nhiều cái chương trình, nhiều kế hoạch để đưa ra những cái giải pháp để cải thiện về việc là thanh niên phải sống và thực hiện theo hiến pháp và pháp luật. Theo chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên là một trong những mục tiêu quan trọng. Hàng loạt các chỉ tiêu liên quan đến mục tiêu này đã được đề ra trong chương trình, hướng đến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục hiệu quả về pháp luật, cũng như cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên. Cụ thể, phấn đấu 100% thanh niên là học sinh sinh viên, 80% thanh niên công dân, đô thị, nông thôn được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh. Đến năm 2030, trên 80% thanh niên được tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.